Hello, everybody. How are you today? Hello, teacher. Thank you. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Wait, me. Hello, teacher. Have you guys all have the Hello, teacher. Mọi người thi cuối kỳ hết chưa? Tụi con thi cuối kỳ hết chưa? Yes. Wow, good job. So, are you guys still tomorrow going to school? Or you guys are having a break? Tụi con đang nghỉ, trước khi qua học kỳ mới hay là tụi con vẫn phải đi học? Hello, guys. All of you have the test, right? Good job. Let me name myself again. No! 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 Hello, guys. Oh, wait. So a lot of you guys have finished the, which one? Let me think. The homework, right? Yeah, Christmas is over, right? Hello, teacher. Nice to see you again. You have to play online. Nice to see you again. Hello. Nice to see you too. I'm Koi. Yes, I know. I can recognize your voice. O-I. Oh, a lot of you guys have done. Good job. Bài này hơn. Bài này nó là bài ánh mặt không thấy. Sao mẹ không thấy tiếng nhỉ? Mẹ hay đợi. Wait. Nghe nào cô. Hello, guys. Hello, everybody. So I will need to talk. Wow, really, Quay, you're so good. You got a lot of high score. That's a very high score. 9.5, 10, 10, 10. A lot of you guys have to study online, huh? Okay. À, đây là những cái bài, cái câu hỏi này là câu hỏi về giống như là kiến thức ngoài lề thôi, đúng không? Thì cô ví dụ ở đây người ta hỏi là gì? How long should a child exercise for? Một đứa trẻ thì nên tập thể dục bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian là bao nhiêu lâu? Thì ở đây câu trả lời đúng nhất của mình chính là 1 hour every day. Một ngày thì mình nên dành ít nhất là tụi con á, đấy là mình, những người ở tuổi tụi con á, thì nên dành ít nhất 1 tiếng để tập thể dục mỗi ngày thì tốt nhất. Hoặc là which part of the body benefits from exercise? Người ta hỏi là bộ phận nào của cơ thể thì sẽ có được lợi, sẽ được giống như là được tăng cường sức khỏe từ việc tập thể dục, thì tất nhiên là tất cả, đúng không? Cơ nè, xương nè, kể cả trái tim của mình nè, đều được hết. Okay, all of the above, có nghĩa là tất cả cái câu bên trên. What is the maximum amount of time you should watch TV? Mình ngồi TV chơi game bao nhiêu lâu? Thì ở đây tốt nhất là chỉ tầm up to 2 hours. Up to có nghĩa là cao nhất là như đó thôi. Có nghĩa là cao nhất là như đấy thôi. Okay. Là nó bao gồm tổng cả cái việc con chơi game và con coi TV á. What should you do if you can't play outside? Không thể chơi ở ngoài thì mình nên làm gì? Nếu mà mình ví dụ trời mưa đi, when it's raining, right? You cannot play outside. So you can dance or you can stretch. Stretch nghĩa là con giãn cơ á. Hoặc là mình do yoga, tập yoga, ví dụ như vậy. How many hours of sleep should a 9 to 10 years old get each night? Một bạn nhỏ mà từ 9 đến 10 tuổi thì nên ngủ bao nhiêu lâu? Thì ở đây người ta kêu là from 8 to 11 hours. Từ 8 tới 11 tiếng một đêm. Một đêm nha. Một đêm. Okay. From 8 to 11 hours. Oh, really? You got all 10? Wow, you're so good, Zach. I know that. You're very good. Trong lớp mình các bạn này cũng cao quá ha. Wow, good job. Khoa học. Science. Oh, đôi khi cô quên mất tụi con còn phải học những cái môn khoa học nữa. Forgot. You guys are so good. Good job. I'm very proud of all of you. Good job. Oh, what does sleep help us to do? Thực ra là sleep thì sẽ giúp mình tất cả mọi thứ, đúng không? Tránh là infection, kiểu như là bị những cái khi mà con bị những cái bệnh có thể gây nhiễm trùng này. Có thể giúp là gọi là phát triển cái cơ bắp, xương cũng như là da của mình nữa, da tóc của mình đó. Rồi con ngủ thì cũng sẽ giúp concentrate, cải thiện về khả năng tập trung. Đó. What is blue light? Blue light cái này không quan trọng.
How should you brush your teeth twice a day? Cái này thì cô nghĩ là các bạn trả lời đúng nhiều nè, giỏi nè. Twice a day, right? Twice or maybe three times. What are the main food group? À, cái nhóm thức ăn chính của mình có dairy là những cái loại mà làm từ sữa, đồ á, sữa, phô mai nè. Fruit, vegetables là trái cây, rau củ là nói chung một nhóm nè. Cereals and beans là những cái loại đậu hạt rồi những cái ví dụ như là yến mạch đồ đó thì nó sẽ nằm chung với cái nhóm là cereals and beans nè. Hoặc là mình có cái gì nữa? À, meat and fish có nghĩa là thịt, cá là protein và cuối cùng là nhóm chất béo và nhóm đường á, mình vẫn cần đường nha con, mình vẫn cần đường đó nhưng mà không nhiều thôi. What food group should you eat every day? Đó chính là mỗi một nhóm đồ ăn mình đều cần phải bổ sung mỗi ngày đầy đủ các nhóm đồ ăn luôn và mình đều phải cần bổ sung mọi thứ một chút. Tùy theo cái mình phải bổ sung, ví dụ khi nào là mình phải bổ sung, ví dụ tụi con ăn nhiều rau củ nè, nhưng mà vẫn phải có ăn cơm, ví dụ như vậy, phải có đồ ăn nè, phải có rau củ, phải có nước ép nè, ví dụ như vậy. How many portions of fruit? À, mình được nên ăn bao nhiêu phần trái cây ha, củ quả mỗi ngày? Ở đây người ta ghi là 5, okay, 5. And which food give us protein? Nhóm nào thì cho mình nhiều protein nhất thì chính là nhóm về thịt, cá, đậu hũ. Đậu hũ rất là nhiều protein nha, đậu hũ á. Eating too much fatty food thì sẽ gây hại cho tim. Khi mà tụi con ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì gây hại nhất chính là gây hại cho heart, cho tim của mình. Còn ăn quá nhiều đường thì sẽ gây hại cho răng, cho teeth. À, cái này tụi con giỏi, tụi con làm đúng nè. Okay, good job everybody. It's just a small exercise for you. Okay. Now let's come back to our lesson today. Okay, hôm nay thì mình sẽ học trước, sau đấy thì mình sẽ làm quiz về một cái chủ đề ngữ pháp sau. Okay, we're gonna learn first. Last time you guys have listened to the song, right? Ah, so now we're gonna move to this one. You will have to listen that number from 1, 2, 3, 4. Which one is number 1 and which one is number 4, number 3, number 2, okay? Number them. For example, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, listen and then number them. I will invite one friend, okay? Câu đấy thì cô sẽ mời một bạn để number giúp cô. Các bạn còn lại thì tụi con có thể xem check đáp án. Mình viết ra giấy ví dụ như vậy rồi mình check đáp án, okay? Unit 8, page 94. Activity 2. Listen. Number both sets of pictures from 1 to 4. I feel awful today. 1. I didn't get any exercise. 2. I didn't eat breakfast. 3. I didn't get enough sleep last night. 4. I ate potato chips for lunch. Okay. I feel great today. Right? Okay, I think it's easy. I feel awful. Có nghĩa là con hôm nay con thấy mệt. Giống như là awful là cái gì mà tồi tệ, cảm giác của mình đó, mình thấy tệ. Có nghĩa là mình thấy mệt, khó chịu trong người á. Bởi vì sao? Why? Thủy, please. What is number one? You remember? Bạn nhớ. Number one, which one? Lý do nào mà bạn nói bạn cảm thấy khó chịu, tồi tệ hôm nay là lý do nào? Which one is number one, Thủy? Con không nghe rõ. Okay. So let me invite one friend to help you. Zhang, please. Can you help your friends? Which one is number one, Zhang? Which one? Remember? You guys remember? Okay, who knows? Let me invite one more. Okay, Nguyen, please. Yes? You remember which one is number one? The number one is I didn't get any exercise. Okay, so you got number one. Yeah, I didn't get any exercise. Yeah, that is the first reason, right? What about number two? Các bạn nào biết không? Who knows? Ah, I can see Khuê raise her hand. Yes, Minh Khuê, please. Which one is number two? Number two is
I did enjoy sleep last night. I did. Ý của cô là câu này đúng không? Yes, is it this one? Okay, let's see. Is it number two? Number two is, it's not that one. It's this one. I didn't eat breakfast. Tôi đã không ăn sáng. À, hôm nay tôi cảm thấy tồi tệ. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã không ăn sáng. I didn't eat breakfast. What about number three? Yes, Harry. Harry, please. What is number three? Which one? I didn't get enough sleep last night. Again, Harry, enough. Tôi đã không ngủ đủ á. Enough, đúng rồi. Tụi con đã không ngủ đủ á. I didn't get enough sleep. Không có đủ ngủ giấc tối hôm qua. À, và đương nhiên cuối cùng sẽ là I ate potato chips. Mọi người còn nhớ potato chips không? Cái bánh snack khoai tây á. À, mấy cái miếng mà mỏng mỏng tròn tròn á. Đó, I ate potato chips for lunch. Okay, good job. Nhưng mà đây là những cái reason tại sao mà bạn cảm thấy là hôm nay khó chịu trong người á. Bởi vì sao? Bạn không ăn sáng nè, bạn không tập thể dục. Bạn đã không, bạn ăn cái potato chip cho bữa trưa, cũng như là bạn ngủ không đủ giấc vào tối hôm qua. Okay, good job. Now for this one, you listen again, okay? So this girl is opposite with a boy. Bạn nữ thì lại trái ngược lại với bạn nam. Hôm nay thì bạn cảm thấy rất là tuyệt vời, có nghĩa là cảm thấy khỏe trong người nè. Đó, cảm thấy tuyệt vời, vui vẻ nè. Bây giờ mọi người nghe thử cho cô lý do, reason from number 1 to number 4, okay? Cũng giống như vậy, cô sẽ mời một bạn, okay? I will invite one friend. Và bài này thì cô sẽ mời một bạn thôi. Bài này thì cô sẽ mời một bạn để làm cho cô hết cả 4 câu luôn. Cho nên là các bạn nhìn và các bạn nhớ, ghi nhớ cho cô number 1, 2, 3, 4, okay? Now listen everybody, listen. Unit 8. Để cô mở cái bài đấy. Today. 1. I didn't get I ate potato chips for lunch. Okay, mình I feel sao? Great today. 1. I drank lots of water. 2. I got 10 hours of sleep last night. 3. I had eggs, toast, and orange juice for breakfast. 4. I rode my bike after school. Okay, who knows the answer for all four? Okay, I can see Vic An raised his hand. Yes, Vic An, please. What is number one? I drank lots of water. Ah, I drank lots of water. Good job. Number two. I got 10 hours of sleep last night. Okay, again, this one, you don't say hours. The letter H ở đây con nhìn nè. Cái chữ H này nó là âm câm, cho nên là con sẽ không có phát âm cái chữ H đó lên. Cho nên mình sẽ đọc là hours thôi. I got 10 hours. Again, 10 hours. 10 hours. Yeah, good job. I got 10 hours of sleep last night. Bạn ngủ 10 tiếng lận. Ah, okay, what is number three? What about number three? I have eggs, toast, and orange juice for breakfast. Good job. Again, toast. Do you know toast in Vietnamese? Vì anh biết toast là món gì không? Toast? Không. À, bánh mì mà con biết bánh mì sandwich mà người ta hay nướng lên á. Ở bên nước ngoài người ta rất là thích ăn bánh mì sandwich mà nướng lên đúng không? Cái đấy gọi là bánh toast. Okay. Eggs nè, trứng nè, ăn với lại bánh mì nướng nè, với lại orange juice cho bữa. Bữa này là bữa gì Vì anh? Breakfast. Sáng trưa chiều tối. Vì anh biết bữa gì không? Breakfast. Bữa sáng. Yes, good job. Okay, so last one. Đâu Vì anh đọc cho cô câu cuối thì đương nhiên sẽ là gì? What is number four? I rode my bike after school. Yeah, I rode my bike after school. Good job, Vic An. Well done. You remember all of the four sentences. Good job. Đúng rồi. I rode. Tụi con thấy ở đây những cái tí nữa mình sẽ chuẩn bị học về quá khứ đơn á. Tất cả những cái động từ ở đây đều đang được chia ở thì quá khứ bởi vì nó miêu tả những cái việc đã diễn ra trong quá khứ rồi. À, nó miêu tả những cái việc đã diễn ra trong quá khứ rồi nên là tụi con thấy ở đây đều dùng là quá khứ đơn hết nè. Okay. Good job, Vic An. Well done. Now we move to this task. Cái hình này hơi bị mờ quá ha. Hôm nay nó hơi mờ. Okay, you guys try, okay? Try your best to take a look at the pictures, okay? Mọi người cố gắng nhìn ra cho cô nha. Okay, nếu mà tụi con không nhìn ra thì có gì cô sẽ giúp mọi người. Okay, don't worry.
Just like before, what we're gonna do? You're gonna listen first. Đầu tiên mình sẽ nghe trước. Then I will invite three friends, okay? One will be the narrator, một bạn dẫn chuyện. One will be the guy with the black hair. Then one will be the guy with the yellow, with the fair hair, okay? With the blonde hair. Now listen carefully, listen carefully. Unit 8, page 96. Activity 5. Listen and read. Story: A Healthy Dinner. 1. Danny's dad wants Danny to be healthy. How was your dinner? Did you eat healthy foods? Kind of. 2. Danny likes unhealthy foods. Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big burger. It had onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. 3. Danny likes French fries, but fried foods aren't very healthy. I guess. And I ate French fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Well, yes, but... 4. Danny likes soda. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. 5. Danny knows his dinner wasn't really healthy. What? That dinner wasn't healthy. But soda has a lot of water in it, right? Well, yes, but there is a lot of sugar in soda. 6. Now Danny doesn't feel well. He needs to eat healthier foods. Oh, my stomach feels funny. Oh, my stomach feels funny. À, như vậy là trong đây là các bạn nào mà đóng vai cái bạn cấp vàng cũng phải có nhiều biểu cảm lắm nè. Expressions in words, okay? Bây giờ trước khi mà cô mời tụi con này đóng vai á, thì bây giờ cô sẽ đọc lại cho tụi con nghe đã. Tại vì cái hình nó hơi mờ nên là cô đọc lại một xíu, okay? A healthy dinner. 1. Danny's dad wants Danny to be healthy. How was your dinner? Ví dụ như bạn ba hỏi á, ba hỏi xong rồi bạn kiểu kiểu như vậy đó. Did you eat healthy food? Kind of có nghĩa là cũng hơi hơi á ba, ý là kiểu nói với ba là dạ hơi hơi, cũng là hơi hơi á. Kind of. Danny likes unhealthy foods, right? Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big burger. It has onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. Danny likes French fries, but fried food aren't very healthy. I guess. Bố nghĩ vậy á. Chắc vậy. And I ate French fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Well, yes, but Danny likes soda. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. Danny knows his dinner wasn't really healthy. What? That dinner wasn't healthy. But soda has a lot of water in it, right? Well, yes, but there's a lot of sugar in soda. Now Danny doesn't feel well. He needs to eat healthier foods. Oh, my stomach feels funny. Uh-huh. Okay, như vậy tụi con chắc là cũng hiểu được câu chuyện đúng không? Yeah. Bạn ba bố hỏi Danny hôm nay về cái bữa tối như thế nào thì Danny toàn trả lời là gì? À, bạn ăn burger, nhưng mà Danny còn giải thích ra là gì? Có onions với pickles, toàn là đồ ăn. Onions với pickles là rau mà đúng không? Có nghĩa là con đã ăn rau rồi đó, là bạn ăn gì? Dưa muối với lại dưa leo với lại hành tây nè. Sau đấy thì Danny còn nói là gì nữa? Còn ăn french fries. French fries là làm từ khoai tây cho nên là nó là rau mà đúng không bố? À, rồi bạn còn nói gì nữa? Bạn có soda. Và bạn còn giải thích là soda cũng có nhiều nước ở trong đó nữa, đúng không? Ok. Nhưng mà bố vẫn nói là unhealthy. Bữa tối đó không hề khỏe mạnh, không hề ăn, không hề tốt tí nào hết á. Ok. Rồi bạn mới nói là gì? My stomach feels funny. Bây giờ bụng con thấy nó cực kỳ á. Nó cực kỳ rồi đó. Đau đau rồi đó. Đó. Như vậy là Danny doesn't feel well, không có thấy khỏe mạnh lắm. Bây giờ là cần phải ăn đồ ăn khỏe hơn, đồ ăn tốt hơn cho sức khỏe của mình á, healthier food, okay?
Now invite three friends. Okay, let's see who should I invite. The first one, I want to invite Minh Quang, please. Minh Quang. Minh Quang will be the daddy. Okay, Minh Quang will be the dad. Minh Quang sẽ đóng vai bố cho cô nghe Minh Quang. Okay, let's invite one more friend. For the narrator, okay, wait. The narrator, I will invite, let me see. Okay, Kelly. Kelly will be the narrator. Minh Quang mở micro được chưa? Can you turn on your mic? Where's Minh Quang? Now he disappeared. Mình như là Minh Quang đi đâu mất tiêu rồi. Kelly, okay, Kelly cứ giữ tiếng của con nhé. Okay, để cô mời thêm bạn nữa. À, bây giờ là mới có Kelly là narrator. Để cô xem còn bạn nào giơ tay nữa nè. Next up, Hương Giang will be the... Okay, như vậy Hương Giang giúp cô làm dad nha. Yeah, you'll be the dad, okay? Vâng. So Kelly will be the narrator. Hương Giang will be the dad. And one more friend will be the son. Let's invite... let's see. Okay, Bảo Ngọc, please. Bảo Ngọc. Okay, now you guys know how to where to start, right? Yes, the narrator first. The narrator will go first. Rồi, mọi người có thể bắt đầu rồi đấy. A healthy dinner. One. Then to be healthy. How was your dinner? Dinner. How was your dinner? How's your dinner? Kind of. Okay. Two. Danny likes unhealthy foods. Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big burger with onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. Three. Danny likes French fries, but fried foods aren't very healthy. I guess. And I ate French fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Well, yes, but... Four. Danny likes soda. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. Good job. Five. Danny knows his dinner wasn't really healthy. What? That dinner wasn't healthy. But soda has a lot of water in it, right? Well, yes, but there is a lot of sugar in the soda. Six, Kelly, six. Now Danny doesn't feel well. He needs to eat healthier foods. Good job. Oh, my stomach feels funny. Yeah. Oh, my stomach feels funny. Okay, good job. Now you could, I just invited three girls, right? So now we're invited three boys, okay? The first one, Tony. Are you there, Tony? Yes. Okay, Tony, you will be the narrator. Okay, then An Yui will be the dad. Yes, An Yui, can you be the dad? Cô nói lại, cô. Rồi với con không nghe rõ. An Yui, Tony will be the narrator. Tony sẽ là người dẫn chuyện nha. Yes. Còn An Yui sẽ là người bố nè. Okay, An Yui sẽ là người bố nè. And one more. Hải Đăng will be the son. Okay, Hải Đăng là người con nha. Yes. Để cô xem thử các bạn mở micro hết chưa.
Ok, again, Tony sẽ là người dẫn chuyện nè. Tony biết người dẫn chuyện mà đúng không? Con sẽ đọc những cái dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6 á. Còn anh Duy thì sẽ là người bố nè. Còn Hải Đăng sẽ là người con nè. Ok, so you guys can start now. Ok guys, start now please. Danny's dad was Danny to be healthy. How was your dinner? Did you eat healthy food? Kind of. What? Two, number two. Tony? Was unhealthy food. Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big hamburger. It had onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. Danny likes fried fries, but fried fries. Fried foods, again. But fried foods aren't very healthy. Fried foods aren't very healthy. Good job. And I ate French fries. Oh, wait. Right. You eat first, right? I guess. Mở tới Đăng nè, okay? Yes, Đăng, you can continue. Đăng lặp lại tiếp cho cô đi. And I ate French fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Yes. Yeah. Well, yes, but... Soda. Mm-hmm. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. Mm-hmm. Any calls? This dealer wasn't really heavy. But soda has what a. Oh, yeah. You eat first, me first. What that the dinner wasn't healthy. Healthy. But healthy. Soda had a lot of water in it, right? Well, yes, but there is a lot of sugar in soda. Mm-hmm. Oh, my stomach feels funny. Yeah, actually, Tony first. Now Tony can read. Feel well, he lives to get healthier foods. Healthier. Okay, good job. Healthier foods, right? And then the son will say, oh, my stomach feels funny. Yeah, good job, guys. Well done, the girls and the boys. Well done, everybody. Now we're going to take a look at this one. It is a true and false. So now, invite one friend, okay? Nếu mà bạn nào hồi nãy giờ mình chú ý vào cái bài các bạn nói đó, thì chắc là tụi con cũng đã quen rồi, đúng không? Bây giờ cô mời thử một bạn nha. Mai Trang, what is number one? True or false? True or false, Trang? I can't see. You can I see. Just see. You cannot see my screen. Đâu để cô share lại. Đâu nó hay bị vậy lắm. Wait, Trang. Let me share my screen again. If you, when you see it, please say yes. Okay. Con nhìn thấy chưa? Not yet. Now, what about now? Not yet. Mọi người nhìn thấy screen của cô không? Phương Anh nhìn thấy màn hình của cô không, Phương Anh? Can you guys see my screen? Có. Okay. Như vậy, Trang thử ao ra vào lại thử coi nha. Okay. Now, Phương Anh, please, can you do number one for me? Okay, Phương Anh giúp cô làm câu số 1 nha. Yes. Danny don't like many vegetables. Danny doesn't like many vegetables. Danny doesn't like. Okay, let's see. Is it true? Yeah, it's true, right? He doesn't like a lot of vegetables. He likes only unhealthy food. Danny chỉ ăn mọi cái hành tây với lại cái pickles ở trên cái hamburger thôi chứ không có thích ăn nhiều rau đâu. What about number two? Let me see. Khánh Thi, please, can you do number two for me? Read the sentence first. Khánh Thi đọc cho cô nghe cái câu trước nha. Danny doesn't like many vegetables. Oh no, number two, not number one. Number two, Khánh Thi, number two. Drinking a lot of
of soda is healthy. Ah, so true or false? True or false? False. False. Okay, let's see. Yeah, it's false, right? Drinking, uống nhiều soda thì healthy là chắc chắn sai rồi đó. Drinking a lot of soda is unhealthy, right? Good job, Khánh Thị. Well done. Here, there's a lot of sugar, so it's soda is not healthy at all. Now, Hoàng Giang, please, number three. Hoàng Giang, number three, true or false? Number three is false. Okay, false. Good job. Well done. False, right? Because what did they say? Câu nào giúp cho Giang biết được câu này là false? Which sentence in the reading? Because Johnny likes french fries, but fried foods aren't very healthy. Yeah, fried foods aren't very healthy. Good job, Giang. Đúng rồi, ở đây người ta ghi à, tuy á, là potatoes chính là french fries á, nhưng mà fried foods nghĩa là đồ ăn mà tụi con chiên xào lên á, thì nó không có healthy tí nào á. Okay? Chứ không phải là bởi vì nó là khoai tây cho nên là nó healthy đâu, mà do là nó đã được chiên xào lên rồi nên là nó không còn healthy nữa. Okay? What about number four, Thủy? Tomatoes. Oh, not tomatoes. Again, number four. Are you sure tomatoes? Look carefully. Look carefully at the word. Từ đấy mình phải đọc là gì, Thủy? Tomatoes. Nếu mà Thủy đọc tomatoes sẽ thành là cà chua rồi. Còn cái này là potatoes. Again, potatoes. 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 Are? Potato. Vegetables. Okay, true or false, Thuy? True or false? True. Yeah, true. Okay, yes, good job. Because yeah, he said French fries are potatoes, right? Ah, bố nói là yes, đúng rồi. Bố đã xác nhận với mình, đúng rồi. Khoai tây chiên thì chính là khoai tây á, làm từ khoai tây đó, đúng rồi. And what about the last one, number five? What is it? What is it? Mai Trang, can you see my screen now? Mai Trang nhìn thấy màn hình của cô chưa? Okay, yeah, so answer number five for me. Answer number five for me. True or false? Không có được cam mà. Yeah, I can see you. I can see you. Cô nhìn thấy Trang với lại nghe thấy Trang mà. I can see you. Vậy thể hiện bằng hành động của cô đi. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Cô nghe thấy Trang nãy giờ mà. Yes, I hear you. Cô nghe Trang mà. So number five, true or false, Trang? Number five is false. False. Okay, wait. Let's see. Is it false? Yeah, it's false. So where is the evidence? Where? Câu nào làm cho Trang biết được đây là false? Which one? Is what? The dinner wasn't healthy. Okay. What? That dinner wasn't healthy. Đúng rồi. Nhìn mặt với lại nhìn sắc mặt của bố nè. Đúng không? Bố là nhìn đang nhăn lông mày lại nói là cái bữa tối đó là không hề gọi là tốt cho sức khỏe tí nào luôn đó. That dinner wasn't healthy. Yeah, good job. Well done. So he is not happy at all. Yeah, right? Daddy isn't happy. Good job, Trang. Well done. So I have some questions for you guys here. What healthy food do you like to eat? Can you tell me? Vi, please. Tường Vi, what healthy food do you like to eat? And can you explain? Có cái healthy food nào mà Vi thích không? Mm-hmm. Is there any healthy food that you like? Strawberry. Oh, strawberries. Yeah, I like strawberries too. So why? Why do you like strawberries? Can you tell me why? What makes you like strawberries? Yeah. Because it's yummy. Ah, it's yummy. Yeah, you think it's yummy. I think it's yummy too. So what do you think? You like sour strawberries or sweet strawberries? Sour nghĩa là chua nè, còn sweet nghĩa là ngọt. Như vậy là Vi thích sweet hay là sour strawberries? Which one? It's sour.
Oh, you like sour strawberries. I like sour things too. Okay, good job, Vi. Như vậy là Vi nói là Vi thích ăn dâu này. Đúng rồi, dâu là fruit. Vi là nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình, đúng không? À, Vi thích ăn dâu nè. Và Vi đặc biệt thích ăn sour, là dâu mà chua. I like sour things too. Cô cũng thích ăn đồ chua nữa, nên là cô cũng thích ăn dâu lắm. Strawberries. Good job, Vi. Well done. One more friend. One more friend. What about you, Quốc Trung? What about you? What healthy food do you like to eat? What healthy food? Is cabbage. Cabbage. Wow, that's good. Yeah, why do you like orange? Orange. Okay, you like sweet or sour orange? Sweet or sour? Nếu mà ăn cam thì Trung thích ăn cam mà vị ngọt hay là thích ăn có vị chua? Which one? Sour là chua nè, còn sweet sẽ ngọt nè. Còn có thích ăn cái nào? Sweet. Sweet, yeah. A lot of friends like sweet things, right? Yeah, good job. Okay, why? Tại sao con lại thích ăn mấy cái món đấy? Do you think cabbage is yummy? Trung ăn cabbage bởi vì con biết nó tốt hay là tại vì con thấy nó ngon? Because it's yummy or because you think it's good for your health? Because it's yummy and healthy. Yeah, it's also yummy and healthy, right? Yeah, good job, Trung. Well done. Okay, good job. Now, what about number two? What unhealthy food do you like? Okay, what unhealthy food? Diệu Linh, please. What unhealthy food do you like to eat? Not healthy food, okay? Unhealthy food. Có món nào gọi là unhealthy food mà Linh thích ăn không? Which one? My unhealthy food is french fries. Ah, french fries. Okay, so why do you like french fries? Because French fry is very yummy. Yeah, unhealthy food is very yummy, right? Unhealthy food thì lúc nào cũng cảm giác nó ngon hơn, đúng không? Giống như là because you can see that French fry, they are very crunchy. You know crunchy? Crunchy nghĩa là tụi con thấy nó giòn, nó béo và nó mình còn chấm với cái gì? Mình chấm với lại những cái loại sauce nè, tương cà, tương ớt nè, mayonnaise nè, rất là ngon, đúng không? Đồ chiên giòn lúc nào nó cũng ngon hết trơn á. Unhealthy food, right? What else? Còn bạn nào thích món nào unhealthy nữa không? Ngọc Hải, please. Ngọc Hải. Is there any other unhealthy food besides french fries? Ngoài french fries ra, Ngọc Hải còn thích món gì không? I like chicken. Chicken. Ah, fried chicken, right? Hải thích ăn gà rán, đúng không? Is it fried chicken? Yes. Yeah, I like fried chicken too. Very yummy, especially with the sauce. Good job. Well done. Good job. Ví dụ nếu mà con ăn gà luộc thì đương nhiên là nó không có xấu cho sức khỏe đâu. Con ăn gà luộc là quá tốt luôn á. À, boiled chicken là quá tốt luôn. Okay. Nhưng mà fried chicken thì khác. Gà rán thì đương nhiên là dầu mỡ thì chắc chắn là sẽ unhealthy rồi. Do you guys like chocolate? Is anybody like milk chocolate? Dark chocolate is nice for your health. Dark chocolate. Yeah. They are nice for your health. Okay. They are good. Okay. Healthy. But milk chocolate, they are not healthy at all. Đối với dark chocolate, nghĩa là sô-cô-la có thể gói là gần như là nguyên chất á. Tụi con sẽ thấy là có khoảng 85% là sô-cô-la đen á. Thì nó là healthy, nó sẽ giúp cho tim của mình, nó giúp cho tim mạch của mình. Nhưng mà sô-cô-la sữa thì không. Sô-cô-la sữa thì nó chỉ có khoảng tầm 30, 40, 50% sô-cô-la thôi. Thì nó không tốt. Còn lại nó toàn là sữa với lại đường thôi. Cho nên là cái milk chocolate hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của mình. Is there anybody here like bubble tea? Các bạn nào thích uống trà sữa không? Bubble tea? I like bubble tea. Cô thích uống trà sữa lắm á. Yeah, Kelly just like me, right? You like bubble tea too? I like bubble tea too. Nhưng mà cô thì cũng đỡ hơn xíu. Cô không thích uống gọi là trà sữa. Cô thích uống cái trà hơn. Cái trà với lại nhưng mà phải có trân châu á. À, nhưng mà trân châu thì cũng không tốt lắm đúng không? Okay, good job guys. So now, before, let's skip this one. Let's see what time is it. Okay. Bây giờ cô skip phần này, mình sẽ làm sao? Bây giờ cô đến cái phần này để mình cô giải thích cái này, xong rồi con sẽ chơi cái quiz nha. So, we're gonna learn about past simple. Ở đây có bạn nào học về thì quá khứ đơn chưa? Write in the chat box. Các bạn nào đã học về quá khứ đơn chưa? Quá khứ đơn. Ok, cô thấy Tường Vi có giơ tay rồi nè. Ok, good job. Good job, well done. Như vậy là các bạn sẽ làm quiz, phải làm quiz rất là giỏi nha. Như vậy là đa phần tụi con học về quá khứ đơn hết rồi nè. Ok, good job. Như vậy là mọi người lát nữa làm quiz sẽ cố lên nha. Ok, thank you guys. Như vậy cô giải thích sơ xíu về quá khứ đơn, xong rồi mình làm quiz nha.
Thì quá khứ đơn có nghĩa là cái thì tụi con dùng để làm gì? Để miêu tả những cái việc mà đã xảy ra trong quá khứ rồi. Có nghĩa là nó không còn, nó xảy ra trong cái chuyện đã rồi á, cái chuyện mà đã xảy ra xong rồi. Ví dụ đây là cô có một cái trục thời gian đi, bây giờ mình có đây đi. Bây giờ mình có cái này là bây giờ nè, right now. Now là ngay hiện tại, là tụi con đang học tiếng Anh đúng không? Thì khi mà mình nói mình đang học tiếng Anh là mình nói gì? I am studying English, đúng không? Là mình đang học bây giờ này, đó. Nhưng mà hôm qua, mình có một cái thời khắc, đây là quá khứ nè. Trong quá khứ thì lùi lại xíu, thì tụi con có gì? Có hôm qua tụi con cũng học tiếng Anh. Hôm qua tụi con cũng học tiếng Anh, hồi lúc mà ví dụ như 7 giờ tối hôm qua đi, tụi con học tiếng Anh đi. Nhưng mà hôm qua thì cái chuyện của hôm qua đã xảy ra xong rồi, cái việc tụi con học tiếng Anh nó xong rồi. Thì ở đây mình phải dùng quá khứ đơn, mình phải thể hiện là cái việc đã hoàn thành rồi. Thì mình sẽ có không còn là studying nữa, mà cấu trúc của nó sẽ là gì? Chủ ngữ nè, I cộng với cái gì? Cộng với động từ thêm ed, là tùy động từ nha. Ví dụ cô có chữ study này nè. Study này thì tụi con sẽ làm gì? Tụi con sẽ đổi y dài thành y ngắn, sau đấy thì mới thêm ed. Rồi cộng với ví dụ object ở đây, ví dụ là English á. I study English, và tụi con có thể nói là yesterday để người ta biết được là hồi nào. Trong quá khứ thì có nhiều lắm, có thể là tuần trước, có thể là tháng trước cũng được, tuần năm trước cũng được luôn. Cho nên là con thêm cái thời gian vào để người ta biết đấy là hồi nào. Yesterday, I studied English yesterday. Ok. Còn nếu mà tụi con muốn thể hiện một cái chuyện mà tụi con không có làm, đã không làm á. Ví dụ con không có làm bài tập về nhà hôm qua đi. Có bạn nào ví dụ nói sorry teacher. Ví dụ có bạn hôm nay đầu giờ nói với cô là sorry teacher, I didn't do homework. Xin lỗi cô, con đã quên, hay là con không có làm bài tập, con đã không làm bài tập. Thì cái việc mà con không làm bài tập nó chính là một cái việc trong quá khứ. Nhưng mà cái việc đấy con không có làm thì con phải chia thì phủ định. Phủ định của nó thì nó dễ hơn nhiều, nó không phải chia động từ chính, mà tụi con chỉ cộng cái chữ didn't đi với cái động từ giữ nguyên thôi. Cái động từ đấy nó cộng với didn't và nó giữ nguyên, không có chia gì hết á. Còn nếu mà tụi con nói là I did my homework, con đã làm rồi á, thì mình phải dùng là did, đúng không? Cái từ để thể hiện là trong quá khứ con đã làm bài tập rồi. Đó là I did my homework. Ok. Thì ở đây cái câu hỏi thì cô sẽ xử lý sau. Bây giờ cô chỉ nói về cái này thôi. Nhưng mà không phải động từ nào tụi con cũng thêm ed, đúng không? Không phải là động từ nào mình cũng thêm ed, mà mình phải chia ra làm hai bên. Một bên là động từ thường, là regular verb. Thì đa phần động từ người ta sẽ gọi là động từ thường, tụi con sẽ thêm ed vào, đúng không? Đó, cô ví dụ một số cái. Ví dụ như là study nè. Hay là mình có cái gì nữa? Which one do you have? What else? Các bạn nào cho cô ví dụ nữa không? What else? Đó, bây giờ các bạn cứ cho cô thêm vài cái ví dụ vào chat box thử cho cô nè. Hoặc là ở đây, còn lại thì mình sẽ có là irregular verb, có nghĩa là động từ bất quy tắc. Tại sao gọi là bất quy tắc? Bất quy tắc có nghĩa là nó không có một cái quy tắc nào để mà con nhớ được hết á. Là nghĩa là nó không có thêm ed, mà nó sẽ tự biến từ một từ này thành một cái từ hoàn toàn khác luôn. Cô ví dụ cái từ này là dễ nhất, đó là do, thì nó sẽ thành did. Đó là tụi con phải nhớ, bắt buộc phải nhớ trong đầu, chứ không thể nào làm cách khác được. Không có cái quy tắc gì để mà con nhớ. Hay là ví dụ cô có chữ go, nhiều bạn thấy did, do thành did, các bạn nghĩ go thì thành did, thì đâu phải vậy đâu, đúng không? Nó đâu phải là như thế này đâu, đúng không? Nó không phải là cái nào trong số cái này trên, nó không có quy tắc gì á. Go thì mình phải thành là went. Đó, thì động từ bất quy tắc mình cực một cái. Fly thì thành flew nè, đúng rồi. Make thì là động từ bất quy tắc nha. Goes, bạn nào ghi cho cô cái này là sai nè. Go thành goes, nó là cái gì? Nó đâu phải là quá khứ đâu, nó là hiện tại đơn nè. Các bạn nhớ là mình đang dùng quá khứ, chứ không phải là nó muốn biến thành cái gì là biến nha. Ok, mọi người nhớ nha. I like, cô ví dụ cái chữ like đi. Like thì con biến nó thành là gì? Light, thêm ed vào thôi. Thì giống như là khi mà con nói là gì? I liked. Hoặc là con nói là gì? I went to the supermarket with my mom. Con là ví dụ last week đi. Last week tôi đã đi siêu thị với mẹ vào tuần trước. Đó, thì cái việc đó là cái việc đã xảy ra trong quá khứ rồi. Cái việc đấy là đã xảy ra từ hồi tuần trước rồi. Thì con phải dùng cái là gì? Con phải dùng là gì? Went. Đúng rồi, con phải dùng quá khứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện đó nó xảy ra hồi tuần trước rồi. Nó không phải là bây giờ, nó càng không phải là tương lai.
nó là một cái chuyện đã xảy ra rồi, thì cái chuyện mà con đã xảy ra rồi á, thì con phải dùng cho cô quá khứ một cái việc mà đã xảy ra và đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi nghĩa là sao? Có nghĩa là cái việc con đi siêu thị nó đã không còn xảy ra. Bây giờ là con hết đi siêu thị rồi mà. Bây giờ con đang học với cô mà con đâu có đi siêu thị đâu, đúng không? Thì cái việc đấy nó đã xảy ra và nó đã kết thúc rồi. Hành động đấy nó hoàn tất rồi, nó xong rồi, nó không còn xảy ra bây giờ nữa. Có thể trong tương lai con sẽ đi siêu thị nữa, nhưng mà nó không, nó đã kết thúc cái việc đó rồi. Cái lúc đó là nó xong rồi đó. Thì con phải dùng quá khứ đơn cho cô. Ok. Có nhiều bạn vẫn hơi khó hiểu đúng không? Bây giờ mình cô sẽ cho cái phần này là làm quiz cũng khá nhiều nè. Các bạn làm quiz thì cô nghĩ là các bạn sẽ từ từ hiểu, có gì cô sẽ giải thích. Nhưng mà tụi con cứ nhớ là gì, quá khứ đơn là miêu tả một cái việc xảy ra trong quá khứ và đã hoàn tất trong quá khứ rồi. Như là cô đã nói cái việc mà con đi siêu thị hôm qua lúc 5 giờ chiều con đi siêu thị với mẹ. Thì cái việc con đi siêu thị là lúc 5 giờ, con về nhà là 7 giờ đi. Thì cái việc con đi siêu thị nó đã hoàn tất hôm qua từ 5 giờ tới 7 giờ tối rồi. Nó không còn xảy ra bây giờ nữa. Bây giờ là tụi con đang học tiếng Anh mà. Con đâu có còn đi siêu thị nữa đâu. Thì cái thì này nó dùng để miêu tả một cái việc quá khứ mà cũng đã hoàn tất rồi, xong rồi. Sau này tụi con còn học được là một cái việc xảy ra trong quá khứ mà nó còn kéo dài tới bây giờ, nó vẫn còn đang xảy ra. Thì cái đấy nó còn khác nữa. Mà sau này mình mới học lần. Ok. Bây giờ tôi cho cô cho tụi con làm thử mấy cái quiz để tụi con hiểu hơn. Bây giờ cô cho tụi con làm quizzes trước đi. Sau đấy thì mình sẽ chơi Phuket sau. Ok. We're gonna start a quizzes first. Cái bài này có nhiều cái để chơi lắm, bởi vì nó chia động từ mà. Mình có rất nhiều từ vựng. Cái phần này khó, cái phần này rất khó, bởi vì tụi con phải biết nhiều từ vựng thì tụi con mới biết được cái từ quá khứ của nó nhiều, đúng không? Nhưng mà ở đây cô nghĩ trong đây nó cũng toàn là một cái dễ thôi, không quá khó đâu. Không quá khó đâu. Bạn nào mà chưa nhớ được nhiều từ vựng trong quá khứ đơn thì tụi con có thể làm những cái quiz này để mình nhớ này. Có gì cô sẽ gửi bài tập về nhà để cho tụi con tập luyện. Ok. So wake me. Oh, chỉ còn có 15 phút thôi, cô nghĩ là có thể là cũng sẽ không kịp để mà mình chơi Phuket. Ok guys, so now in the chat box, ok? Bây giờ các bạn vào chat box nha. In the chat box, I have sent you guys the link. Okay, send you guys the link already. Please join the game, okay? Okay, good job. So you guys have been in the room already. Fifty-three already. What about the others? Sixty-one friends already. What about the others? Okay, we're not gonna make it to 9:10. Hôm nay thì chắc là mình không chơi kịp Phuket nên là cô hẹn tụi con thứ tư chơi Phuket nha. Hôm nay mình chơi quizy thôi. Hôm sau mình mới chơi Phuket nha. Cô sẽ cho tụi con chơi quizy sau đấy sửa. Thực ra cô cũng không biết là đủ thời gian để sửa bài không đấy chứ. Tại vì 9:10 là mình kết thúc lớp rồi. Okay guys, can I start now? One more minute, okay? Một phút cuối cùng. Okay, one more minute. Trong bài này thì chủ yếu là tụi con sẽ chia động từ. Chỉ là chia động từ thôi, tất cả đều là chia động từ á. Nó sẽ cho mình cái câu ví dụ rằng nó sẽ cho mình sẵn cái động từ đấy. Tụi con chia động từ đấy trong quá khứ sao cho nó thích hợp. Ok.
Sau đấy bài tập về nhà của mình cũng vậy, cũng là về chia động từ, cũng là về quá khứ đơn, đặt câu quá khứ đơn, tất cả đều là quá khứ đơn hết. Phần này thì sẽ có rất là nhiều quiz để mình làm, bởi vì quá khứ đơn thì có nhiều động từ khác nhau lắm. Nên là cô sẽ cho tụi con làm nhiều bài tập để về cái quá khứ đơn này để mình ôm thật là nhiều động từ. Okay. Okay guys, the last minute. Okay, bạn nào vẫn chưa vào được thì tụi con cố gắng vào nha. Một phút cuối cùng, the last minute. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, I will start the game. Có trục trặc gì hay là tụi con vẫn chưa vào được thì cứ bấm vào cái link để vào nha. Trong cái quiz này thì nó dễ hơn, tụi con muốn vào khi nào cũng được hết á. À, tụi con muốn vào lại hay là mình đang chơi mà bị out ra thì cứ vào lại cái link cô đã gửi là được. Ok, đặt tên khác thôi. Vừa mới vào lớp cho nên là bây giờ cô gửi lại link Thành Long phải không? Thành Long, cô gửi link trong chat box, Thành Long vào chơi quiz nha. Bạn nào cũng vậy, bạn nào mà gặp vấn đề gì thì con cứ bấm vào link chơi lại nha, không có vấn đề gì hết. Cái này mình muốn vào lúc nào cũng được hết á. Nhưng mà đương nhiên là mình sẽ không có nhiều thời gian bằng các bạn thôi. Until now, good job. And you're also in first place too. Our top four right now, Hải Đăng, Hoàng Giang, Maxson, and Ngọc Chi. Okay, and then Phúc Nguyên, top five. Right, so please wait for your friends a little bit more. I will end the game in 2 more minutes, okay? 2 phút nữa thì cô kết thúc trò chơi nha. So Hải Đăng, you're in top 1 right now with all correct answers. Okay, good job, well done. Let's see if anybody can beat you. Maybe if they are faster, they can beat you. Thank you.
là có một vài bạn bị chững lại đúng không? À tức là hình như một vài bạn tụi con cũng hoàn tốt rồi, nhưng mà bên cô thì thấy là tụi con bị thiếu một vài câu á. That's weird. Giống như mấy Hoàng Giang mấy lần cũng bị cô thấy Hoàng Giang làm chưa xong, nhưng mà thật ra Hoàng Giang là xong hết trơn rồi. Như vậy là cô nghĩ là đa phần tụi con cũng làm xong hết rồi đó. Ok guys, last minute, một phút cuối cùng, sau đấy cô sửa bài nhé. Last minute everybody. It's not really hard, right? Okay guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cô nghĩ bài này là bạn nào mới năm nay lớp 3 thôi thì có thể là tụi con chưa học đến quá khứ đơn đúng không? Nhưng mà các bạn ở lớp 4, lớp 5 là hình như đã học tới quá khứ đơn rồi nè. Nên là các bạn làm sẽ thấy dễ hơn một xíu, right? Let's see, of course, our first prize belongs to Hải Đăng, right? Bên cô hơi bị lắc một xíu, tụi con đợi xíu nha. Yes, it's Hải Đăng with all correct answers. Good job. And let's see. The second place is Hoàng Giang. Hoàng Giang bị sai câu nè. The number 22. Ở đây nó cũng ghi nè, câu 22 chính là câu khó nhất. Chắc là tụi con làm. Was answered incorrectly by 44. Có 41 trong tổng 78 bạn thì 44 bạn trả lời sai câu này. Number 22. Rất là nhiều bạn sai câu 22 đúng không? Now let's review a little bit, okay? Như vậy thì đó, mình có bây giờ mình không cần quan tâm mấy cái phần sau, tụi con chỉ chia động từ thôi. Thì work nó là động từ regular, tụi con chia động từ thêm ed vào cho cô, okay? Tiếp theo finish cũng là động từ thường, tụi con cũng thêm ed bình thường, finished. Nhưng mà cái cách đọc ed nó sẽ khác nhau. Sau này cô sẽ có những cái bài để chỉ tụi con về cái cách đọc ed. Finished. Nó không phải là finished đâu nha, nó không phải là finished mà nó là finished. Âm đuôi của nó sẽ là âm th th. Finished, finished. Okay, nhưng mà cái đấy mình sẽ nói sau. And now, smile. Smile có nghĩa là cười á. Thì mình sẽ có thêm D, bởi vì nó có E rồi thì mình chỉ cần thêm D thôi, smile. Nên là bạn nào mà chọn cái này là thêm ED là sẽ bị sai nè. Đối với những cái từ nào mà nó có E ở đuôi rồi thì tụi con chỉ cần thêm D vào thôi. Ở đây thì mình có bake. Bake là động từ thường thì cũng vậy. Có E thì tụi con chỉ cần đọc là baked. Tụi con thêm D cho cô. Studied, giống như hồi nãy cô có ghi nè, y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed nè. Play là chơi nè, những cái từ này là các bạn dùng rất là nhiều nè. Play, chơi, ed vào. Stopped, đối với cái chữ này thì tụi con sẽ phải double P lên. Cô giải thích một xíu. Khi nào tụi con double P, khi nào thì không. Nếu mà tụi con nhìn cái chữ ở bên đây, bây giờ cô quay lại cái cũ nè. Cái này, ví dụ cái này đi, tụi con sẽ có play. Play nó cũng là một cái dạng đặc biệt, hơi đặc biệt một xíu. Bây giờ cô coi câu nào đặc. Ví dụ baked, smile, không có từ nào hơi đặc biệt. Đây, ví dụ finish đi thì nó sẽ làm, tụi con biết nguyên âm mà đúng không? Nguyên âm nó là uể oải á, cái chữ uể oải của mình với cái chữ cái đó thì tụi con thấy nè, mới có nguyên âm rồi tới phụ âm rồi đến phụ âm, nó chỉ là một trường hợp bình thường thôi, cho nên nó chỉ thêm ed bình thường. Nhưng mà khi nào tụi con phải double P lên. Khi mà nó là trường hợp phụ âm, nguyên âm rồi lại đến phụ âm, ba chữ cái cuối cùng, nếu mà nó là phụ âm, nguyên âm rồi đến phụ âm thì tụi con sẽ double cái phụ âm cuối cùng lên. Nó sẽ thành là stopped, thêm ed. Và chữ này chắc chắn là nhiều bạn sẽ đọc là stopped đúng không? Nhưng mà không phải vậy. Chữ này mình cũng không có đọc là stopped đâu, mình chỉ đọc là stopped. Stopped, âm t ở đuôi thôi. It stopped raining an hour ago. Trời đã ngừng mưa được một tiếng trước rồi. Một tiếng trước là trời đang mưa, nhưng mà nó mấy tiếng trước là trời đang mưa, nhưng mà một tiếng trước thôi là trời đã ngừng mưa rồi. Ok, open đó. Ok, opened. Ok, opened. They cooked. Ok, cooked. Ok, ed vào cooked. Ở đây thì nó phải cho mình chọn đúng không? Thì ở đây đúng nhất chính là cái chữ cooked này, bởi vì hai chữ này là hai chữ trong hiện tại đơn. Và hai cái này thì là washed, nó là rửa, mình không biết nào mình rửa pizza được, cho nên là mình chỉ có nấu pizza thôi, cooked. I went, đúng rồi, went, đi đến. My brother saw, đây cũng là động từ gọi là động từ bất quy tắc á,
thì C nó sẽ thành so, C thành so. Còn cái này là chi hiện tại đơn rồi, không phải là chi quá khứ đơn nữa. We were not happy. Ok, we were, we thì phải đi với were. Còn không phải là did, bởi vì sao tụi con không được chọn did? Bởi vì ở đây mình có happy là tính từ này, happy là tính từ. Mà tính từ thì phải đi với cái gì? Mình phải đi với be, be cộng với tính từ. Giống như là cô nói là gì? I am happy. À, còn hôm qua cô buồn thì sao? I was happy. Đó, I thì đi với was. We thì đi với lại were nè. Đó, động từ số nhiều đi với were nè. Đó, ok. Cái này thì cô sẽ giải thích kỹ hơn. Hôm sau cô sẽ giảng lại kỹ về cái bài quá khứ đơn này hơn. I studied, ok. Lena watched. Watch là thêm ed bình thường nè. Đó, còn cái này là tụi con nói gì? Mình đã có last night là gì? Last night là quá khứ đơn rồi. Cho nên là watch ed watches này nó không thể nào là đây là hiện tại nè, đây là hiện tại đơn nè. Nên là nó không thể nào chia hiện tại đơn được. Tụi con đã có cái hint là last night là quá khứ đơn rồi nên mình không có chia hiện tại được. I was, tôi đã ở đâu? Tôi đã ở ngân hàng 2 giờ trước. Đó. Cái này đây là mình sắp xếp lại câu thôi đúng không? Nada was not in the park. Ok, để cô coi có nhiều bạn chọn là not was. À, không phải là không ở đâu thì là not was đâu, mà là was not, wasn't, was not in the park. Ok, good job. À, cái này là nó cũng nói lại mấy cái chữ drove. Mình có chữ drive và lái xe đúng không? Thì trong quá khứ, cô ấy đã lái xe của cô ấy rất là an toàn, rất là cẩn thận, carefully, một cách an toàn, một cách cẩn thận hồi hôm qua. She drove her car carefully yesterday. I was with two friends. Tôi đã ở với hai người bạn của tôi. Chúng tôi visited. Đó, cái chữ này thì con mới đọc là it nè. Đối với lại những cái động từ mà kết thúc bằng âm the với âm the thì con sẽ đọc là it. Thêm ed vào con đọc là it. Visited. Thì tùy đó, tụi con đọc là visited cũng được, mà visited did cũng được, mà did cũng được. We visited lots of interesting places. Ok, chúng tôi đã đi tham quan rất là nhiều nơi rất là thú vị. Ok, so I think that's it for today. Ok, bây giờ cô sẽ nói một tiếng về thứ tư này nè. Thì thứ tư này mình sẽ tiếp tục với lại quá khứ đơn. Cô sẽ giải thích kỹ hơn về ví dụ làm sao để con thêm, khi nào con biết là con phải nhân đôi cái âm lên, giống như là chữ stop á. À, làm sao để con biết là con phải nhân đôi lên, làm sao mà mình biết là y dài thành y ngắn. Ví dụ như chữ play á, y dài nó đâu thành y ngắn đúng không? Cái chữ play tụi con chơi cái gì, y dài nó đâu có thành y ngắn đâu. Như vậy làm sao con biết được cái nào thành y dài, y ngắn, cái nào thì giữ nguyên, cái nào thì thêm ed thôi, hay là cái cách phát âm như thế nào đó. À, thì hôm sau mình sẽ học hết về cái phần đấy, rồi mình làm thêm bài tập, chơi thêm mấy cái quiz nữa. Ok, tuần sau chắc là mình vẫn sẽ tiếp tục với lại quá khứ đơn một xíu, bởi vì quá khứ đơn có nhiều cái để tụi con xem lắm. Ok, so I will send you guys the homework tomorrow. Yeah, tomorrow. Ok, cô sẽ gửi bài tập cho tụi con, cũng là một bài tập về quá khứ đơn thôi, để tụi con về nhà làm thêm vào ngày mai. Ok, guys, I will see you guys back on Wednesday. Ok, thứ tư thì mình vẫn học 8 giờ đúng bình thường. Mình sẽ học từ 8 giờ đúng đến 9 giờ đúng. Ok, guys, I will see you guys back on Wednesday. Ok, goodbye everybody. Please say goodbye to your friends. Ok, mọi người cố gắng thi, bạn nào mà chưa thi cuối kỳ thì cố gắng thi thật là tốt các môn nha, mà mọi người biết điểm cũng nhanh quá ha. Yeah. Bye everybody. Cái đấy thì phải có email, nên là hơi khó, tại vì không phải bạn nào cũng phải có email. Cô đã xem qua cái đấy rồi, nhưng mà Phuket thì bạn phải có email thì mới làm được, nhưng mà không có email. Nên là cô không có để cái dạng Phuket là bài tập về nhà được, bởi vì email thì không phải bạn nào cũng có, mà bạn nào không có email thì lại không làm được, nên là hơi mất công một xíu, nên là cô để tụi con làm quiz cho nó dễ. Ok. Ạ. Ok. Còn nếu gì cô để cho bọn con biết đáp án đúng được không cô? Ừ, tại vì ok, dạ, yeah, ok. Tại vì mấy lần trước là cô định là sẽ sửa bài, nhưng mà sửa bài thì lại không kịp, cho nên là cô sẽ để đáp án đúng. Ok, cô sẽ để đáp án đúng, những cái nào đúng, cái nào sai thôi. Ok. Nếu mà các bạn muốn làm lại nhiều á thì mới biết được đáp án đúng không? Ok. So, goodbye everybody. See you guys on Wednesday, ok?